Đứa nào đánh rắm? Mấy hôm nữa sứ thần nước Đại sẽ sang thăm nước ta. Trong số các khanh, ai có thể đảm nhận trách nhiệm tiếp đón? Bẩm, thần xin được lãnh trọng trách ạ. Việc tiếp đón lần này không hề đơn giản, khanh biết nên làm thế nào chứ? Bẩm, thần biết sứ giả này rất hống hách hợm hỉnh, coi thường dân ta. Thần sẽ đóng giả thành một dân thường, tùy cơ ứng biến với hắn ạ. Tốt lắm, ta tin tưởng ở khanh. Qua con sông này là vào đến kinh đô của nước Đam rồi. Xin mời đoàn sứ giả lên đò vào kinh. Được, đi nào. Không hề gì, không hề gì. Đây chính là sấm động nước Nam. Phải, phải. Đúng là hống hách, láo xược mà. Coi thường dân nước Nam ta quá. Mưa qua biển Bắc, mưa qua biển Bắc. Tên lái đò quen này mà cũng biết đối đáp ăn miếng trả miếng thế à. Nhà ngươi dám, sấm động trước, ác sao sẽ có mưa, luật trời là thế mà. Mời đoàn sứ vào ý kiến chúa thượng ạ. Thì không gặp tên lái đò rước bực vào mình, phải làm khó chúng mới hả giận được. Ta mà phải đi qua cánh cửa bé tí này à? Mau mở ngay cổng chính ngọ môn để rước ta vào. Thưa sứ thần, cổng chính ngọ môn chỉ dành riêng cho hoàng thượng của chúng tôi ra vào. Còn tất cả mọi người trong thiên hạ cũng đều vào theo lối này. Ai trái lệnh sẽ bị chém đầu ạ. À, vua tôi lũ bay quá là hỗn xược. Ta đường đường là sứ thần của đại quốc, đã xưng hùng xưng bá ở phương Bắc xưa nay. Lẽ nào không bằng một hoàng thượng ở cái xứ Nam nhỏ bé này sao? Dám thưa quan sứ, nước lớn có vua nước lớn, nước nhỏ cũng có vua nước nhỏ. Đã là sứ thần thì ở bất cứ đâu cũng là sứ thần, không thể so sánh với vua được. Nước chúng tôi tuy nhỏ nhưng kỷ cương rất chặt chẽ, bởi vậy không thể làm trái được. Đã thế ta không vào, xem các ngươi làm gì được ta. Sớm muộn thì cũng phải mở cửa chính trước ta thôi. Lại tên lái đò, sáng nay đã chơi mình một vố, bây giờ hắn lại ở đây, không biết định giở trò gì. Ơ, sứ thần đại quốc cũng ở đây à? Này, quan sứ, ngồi bó gối làm gì đấy? Đi dạo chơi kinh đô một vòng đi. Ui da! Láo xược, sao nhà ngươi dám? Đố quan sứ đuổi kịp tôi đấy. À, thằng hỗn xược, đứng lại, ta mà bắt được mày thì... Quan sứ chạy chậm quá đấy, nhanh nữa lên nào. Tao sẽ bắt được mày cho coi. Tên kia, sao đang chạy lại dừng đột ngột thế hả? À ha, sứ thần đại quốc đã vào trong cung để ý kiến chúa thượng rồi, mọi người ơi. Hả? Đã vào trong rồi à? Sứ thần đã vào trong cung rồi, không đợi mở cửa chính ngọ môn nữa sao? Chẳng lẽ bây giờ lại chui ra, rồi đòi vào cổng chính sao? Được lắm, người nước Nam đúng là không tầm thường. Trạng Quỳnh, cháu giỏi lắm. Thật không hổ danh là vị quan trạng của nước Nam ta. Ống sáo kỳ diệu. Ngày xưa, có một chàng trai mồ côi chăm chỉ. Từ bé đã làm công cho một nhà chủ giàu có nhưng keo kiệt. Ngày nào cũng vậy, tất cả việc nặng nhọc trong nhà, anh đều một mình gánh vác. Nghỉ ngơi một chút đã nào cậu Sam. Tôi cuốc nốt thửa đất này cho khỏi dở việc ấy mà. Chắc anh phải được trả tiền công hậu lắm. Ông chủ nói tiền tôi ăn, rồi nhà kho ông ấy để tôi ở, tính ra còn quá cả tiền công rồi. Trời ơi, sao cậu cả tin đến thế? Công là công chứ, cậu phải đòi ông ta trả ngay đi. Nếu được như vậy, tôi cũng muốn được trả chút ít, muốn đi đây đó cho biết thiên hạ.
mấy tên thương nhân lại tọc bạch gì rồi. Nhưng không sao, rồi ta sẽ lại lừa được đứa khác nhanh thôi. Thưa ông chủ, xin ông thương tình trả tiền công xứng đáng. Tôi muốn đi khắp đây đó để cho biết thiên hạ ạ. Giờ anh muốn đi thì ta sẽ trả đủ, không thiếu đồng nào. Đây, ta trả cho anh mỗi năm 1 xi-lin, 10 năm là 10 xi-lin, lớn lắm đấy. Bao nhiêu vàng còn chưa đổi được. Cảm ơn ông chủ. Chàng trai hiền lành chẳng được tiêu đếm tiền bao giờ. Anh không hay biết 10 xi-lin còn chưa bằng gốc một đồng tiền vàng nhỏ. Giờ thì mình cũng đầy túi tiền, tha hồ chu du khắp chốn. Chàng trai cứ thế vừa đi vừa thổi sáo. Khi anh đến quãng rừng nọ thì bỗng có một người tí hon xuất hiện. Đi đâu vậy anh bạn vui tính? Bác là... chớ có ngạc nhiên, tôi là người tí hon, nghe tiếng sáo anh hay quá nên tôi ra gặp anh đấy. Hình như anh chẳng có gì để lo lắng cả. À, ra là thế, chào bác tí hon. Sao tôi lại buồn nhỉ, đầy túi kêu rủng rỉnh toàn tiền là tiền đây này. Kho báu của anh là bao nhiêu thế? Những 10 xi-lin đấy. Hả, anh nói sao? Nhiều lắm phải không? Tiền công 10 năm trời đi làm công, chủ tôi đã trả cho tôi đấy. Tôi đã có tuổi rồi, giá mà có được những đồng xi-lin này thì tốt biết mấy. Bác ấy đúng là lớn tuổi rồi, lại bé nhỏ thế, khó mà mưu sinh thật. Mình còn sức phốc, sẽ làm ra thôi. Bác cầm lấy đi, tôi tặng bác cả. Anh cho tôi cả mà không cần gì cho mình sao? Tình cờ tôi gặp bác ở đây cũng là có duyên, phải giúp bác chứ. À vậy tôi nhận tấm lòng cậu, tôi cũng không có gì. À nhưng thấy cậu thổi sáo hay như vậy, hẳn phải yêu âm nhạc lắm. À tôi tặng cậu ống sáo này, thổi hơi đầu thì chim trên trời xa xuống. Còn từ hơi thứ hai trở đi thì tất cả mọi người quanh cậu đều nhảy múa và chỉ dừng khi cậu dừng thổi. Ha, tuyệt vời, cảm ơn bác nha. Kỳ diệu quá. Tôi tin là anh không chỉ sống tốt mà sẽ giúp đỡ được nhiều người khác. Thật là không tốn chút sức nào mà có ngay cả đống tiền. Người kia hẳn là kẻ xấu đáng ngờ. Bọc vàng kia chắc chắn không phải của hắn. Giá mà lũ chim kia rơi vào tay của mình cả. Chim sẽ rơi ngay bây giờ cho coi. Mau vào bụi mà lấy đi kìa. Hả? Anh bạn cài thế? Phải lách gai vào lấy tiệt hết mới được. Sáo càng thổi càng du dương. Kẻ đáng ngờ mà chàng trai gặp càng nhảy không ngừng. Gai kéo níu rách hết áo quần, đâm tê tái khắp người hắn. Xin đừng thổi nữa, dừng lại mau lên, đừng thổi nữa. Ngươi không phải người tốt đẹp gì, để gai đâm cho ngươi nhớ đời. Ôi trời ơi, xin tha cho tôi xin nộp túi vàng này. Nếu anh hào phóng như vậy thì tôi sẽ ngưng thổi sáo. Nhân tiện anh bạn nhảy cũng khá đấy. Tên thổi sáo đáng chết, ta sẽ khiến người bị đánh như tử để trả món nợ hôm nay. Vàng này mình sẽ đem đi chia cho những người còn nghèo khó trên hành trình mình đi qua. Thưa ngài, ngài giữa ban ngày mà có kẻ dám cướp của, đánh người rồi lấy đi bọc vàng tôi tích góp bao lâu? Có chuyện như vậy sao? Hắn đã dùng kiếm đâm anh phải không? Thưa ngài, hắn chẳng có đao kiếm, chỉ có duy nhất một ống sáo. Chắc hắn vẫn chưa ra khỏi khu rừng phía tây đâu. Quan tòa cho lính đi lùng bắt. Họ tìm ra anh với bọc vàng và ống sáo dắt theo người. Chính hắn nói, nếu tôi ngừng thổi sáo, hắn sẽ cho tôi túi tiền. Có trời chứng giám, kẻ nói dối. Ngừng thổi sáo mà lại được bọc vàng to thế kia thì ta ngừng nói luôn cũng được. Đem treo cổ, không thể dung tha. Dám động vào ta, giờ thì mày được thưởng xứng công nha. Xin cho tôi được nói một nguyện vọng trước khi chết. Nguyện vọng của kẻ sắp lìa đời ta đều sẽ đáp ứng. Tôi chỉ xin được thổi ống sáo của mình lần cuối. Thưa quan tòa, không được để nó thổi sáo. Tại sao lại không cho nó được hưởng giây phút thỏa nguyện? Mau đặt sáo lên cho nó thổi đi. Ôi trời đất, ai đó hãy trói tôi lại. Tiếng sáo du dương vừa mới vang lên thì tất thảy mọi người đều nhảy loạn xạ. Tên lính giữ dây trói chàng trai cũng buông dây mà nhảy. Dừng lại ngay cho ta. Ta thà chết cho ngươi, hãy ngừng thổi sáo ngay. Nói ngay, người đấy ở đâu ra vậy? Mặt không ta lại thổi sáo bây giờ.
Xin đừng thổi nữa, vàng ấy là do tôi ăn cắp, là tôi hứa đưa anh chứ không phải anh lấy của tôi. To gan, dám lôi ta ra làm trò đùa, lập tức tống ngục thẩm tra. Thế là Sam lại chu du khắp chốn, giúp ích cho nhiều người. Giờ thì anh đã biết giá trị của 10 si linh. Còn lão chủ, khi hay tin anh với ống sáo kỳ diệu, thì đâm sợ anh sẽ quay lại tính sổ. Từ đó, hắn không dám đối xử với người làm công nào tệ bạc nữa. Ngựa bạc, ngựa vàng, ngựa kim cương. Ngày xưa, ở một thị trấn xa xôi, có người cha già một mình nuôi ba con trai khôn lớn. Khi lâm chung, ông chỉ có một ước nguyện là trong ba đêm đầu tiên sau khi ông mất, lần lượt ba con sẽ đến canh phòng mộ ông. Các anh còn nhớ tâm nguyện của cha chứ? Nếu cậu muốn ở nơi hoang vu này suốt đêm thì cứ việc, tôi đã mệt bã rồi. Vậy thì mình ở lại đây, đây là tâm nguyện cha đã cẩn thận dặn dò. Đừng sợ con trai, là ta đây. Tại sao lại là con đến canh giữ mộ cha đêm nay? Cha, đúng là cha rồi. Là vì anh cả mệt nên con đến thay. Cha hiểu rồi, con hãy cầm lấy chiếc còi bạc này. Khi con thổi còi, một con ngựa bạc sẽ hiện đến mang theo bộ quần áo bạc. Khi con không cần đến nữa, hãy thổi vào đầu kia còi. Giờ con về nhà nghỉ đi, không cần nói với ai về chuyện gặp cha cả. Cha ơi! Tối nay anh hãy đến canh mộ cha đi. Mưa như đổ nước thế kia, đi đứng gì? Vẫn là con út của cha đến canh giữ mộ đêm nay. Đêm nay mưa quá, anh thứ con... Cha hiểu, không sao con à, là vì con không quên cha. Con hãy cầm lấy chiếc còi vàng này. Khi con thổi còi, một con ngựa vàng sẽ hiện đến. Khi con không cần đến nữa, hãy thổi vào đầu kia còi. Giờ con mau về đi, mưa ngấm hết vào người rồi kìa. Vì các anh nói rằng đêm thứ ba này chính là đến lượt con đến canh giữ mộ cha, nên... Không sao Út ạ, đây là chiếc còi kim cương. Khi thổi còi, một con ngựa kim cương sẽ hiện đến. Khi con không cần đến nữa, hãy thổi vào đầu kia còi. Út à, rồi hạnh phúc sẽ đến với con. Giờ là lúc cha phải đi rồi. Cha ơi, chúng con nhất định sẽ sống tốt. Nhà vua sẽ gả công chúa cho ai cưỡi ngựa phóng lên được ngọn núi pha lê cao nhất đón công chúa hồi cung. Người đó sẽ được nhà vua trao lại cả giang sơn. Đúng là một cơ hội để thử vận may. Phải sắm con ngựa tốt nhất thôi. Chúng ta nhất định sẽ thử. Các anh cho em mượn ngựa với nhé. Ngốc nghếch cù mì như chú mà cũng đòi lấy công chúa. Chúng ta lên đường thôi. Ôi, vị kỵ sĩ từ nơi nào đến? Thật choáng ngợp. Lần này không được rồi, pha lê đã bào mòn móng ngựa bạc. Hai anh làm gì ở chỗ núi pha lê ấy? Mà ai mặc quần áo giáp bạc, cưỡi ngựa bạc chạy qua quất roi vào lưng các anh thế? Làm sao mà cậu trông thấy mọi chuyện ấy? Em leo lên cây tùng và nhìn thấy tất cả. Trời, hôm trước là kỵ sĩ bạc, nay là kỵ sĩ cưỡi ngựa vàng. Nếu người này mà không chinh phục được đỉnh núi, thì chẳng còn ai có cơ hội nữa. Ngựa vàng cũng không đủ sức leo núi rồi. Lần trước là tên kỵ sĩ bạc, lần này lại là tên kỵ sĩ vàng ra tay với chúng ta. Mình có thù oán gì với hắn chứ? Hình như hai anh lại không gặp mai rồi. Lại bị mỗi người một roi lằn lưng, là roi của một kỵ sĩ vàng.
Từ trên mái nhà, em đã thấy rõ mọi chuyện. Hừ, mày theo chúng ta đấy hả? Không cần hỏi nhiều, đốt nhà đi. Cha ơi, lần này nhất định con sẽ đoạt được hạnh phúc. Thật không thể tin nổi, một kỵ sĩ kim cương, đây hẳn là phò mã và người trị vì mới của vương quốc này. Không thể ngờ được, kỵ sĩ kim cương ấy chính là cậu Út. Phò mã, không phải, chúng thần xin kính chào đức vua. Dù em là ai đi nữa, hai anh vẫn là các anh trai của em. Kỵ sĩ bạc và kỵ sĩ vàng hôm trước quất roi vào các anh cũng chính là em. Em chỉ muốn các anh hối lỗi về việc đã không hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của cha. Đây là những chiếc còi của cha dành cho chúng ta trước khi ông rời khỏi thế gian này mãi mãi. Ông vẫn luôn dành tình yêu và sự quan tâm cho anh em mình. Chúng con thật bất hiếu với cha. Cha ơi! Quan trọng là giờ các anh phải sống sao để không phụ lòng cha. Hai người anh sau đó đã toàn tâm tu dưỡng tính cách, còn cậu Út hiếu thảo thì ở lại trị vì vương quốc. Thiên thần không hoàn hảo. Sao dạo này mình hay đau đầu thế chứ? Anh Philip, trưởng khoa gọi anh vào hỗ trợ ca phẫu thuật cấp cứu ở buồng 11 gấp à? Bệnh nhân đang rất nguy kịch. Được rồi, giờ tôi sẽ đến ngay. Philip, đây là căn bệnh hiếm gặp và phẫu thuật rất khó. Cậu cần hết sức cẩn thận. Dạ, tôi biết rồi. Ca phẫu thuật đã thành công ngoài mong đợi. Tất cả là nhờ sự cố gắng của tất cả mọi người, đặc biệt là tài năng của sự xử lý nhanh nhẹn, thông minh của bác sĩ Philip. Không có gì, tôi cũng chỉ làm hết sức mình thôi. Cậu đã mệt rồi, tranh thủ về phòng nghỉ ngơi lát đi. Philip, cậu sao thế? Philip, đầu cậu có đau lắm không? Không hiểu vì sao dạo gần đây đầu tôi rất hay đau. Có lẽ do nhiều việc quá. Đó chỉ là một phần thôi. Nguyên nhân chính là do trong đầu cậu có khối u. Cái gì cơ? U sao? Không thể nào. Ơi, sao số phận tôi lại như thế này? Ông bỏ tôi mà đi khi tôi đang có bầu thằng Philip. Giờ thằng bé nó cũng... Mẹ à, con mong mẹ hãy mạnh mẽ lên. Sẽ có cách chữa khỏi bệnh đúng không con? Ra nước ngoài cũng được, mất hết tài sản cũng được. Mẹ chỉ cần con khỏe mạnh và ở với mẹ thôi. Không còn cách nào đâu, mẹ à. Sao có thể như thế được hả con? Con là một bác sĩ giỏi mà. Nhất định phải có cách gì đó chứ, Philip à. Mẹ à, chính vì con là bác sĩ nên con biết rất rõ tình trạng bệnh của mình. Khối u đã quá to, lại là u ác tính, đã chèn vào đại não nên... Không được. Con của tôi. Mẹ ơi, mẹ mở cửa cho con đi mà. Mẹ phải nghe con nói chứ. Thời gian của con đâu còn nhiều nữa. Mẹ vì con đi mà. Mẹ đã bảo là không bao giờ mẹ đồng ý chuyện đó rồi mà. Con bảo mẹ vì con. Thế con có nghĩ tới mẹ sẽ đau lòng như thế nào hay không? Mẹ, sẽ có người nhìn thấy ánh sáng và sống tốt nếu con đồng ý hiến tặng đôi mắt của mình. Con muốn để lại trên đời một điều gì đó thật ý nghĩa. Không bao giờ mẹ đồng ý chuyện đó.
có người mẹ nào cam tâm khi con trai mình mất đi mà không còn nguyên vẹn đâu chứ. Mẹ, mẹ không muốn con nhắc tới chuyện này lần nữa. Nếu như con muốn mẹ ra đi cùng với con luôn thì con cứ đi đăng ký đi. Đừng thế mà mẹ. 3 ngày sau. Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Giấy tình nguyện hiến tặng tim. Bác cho cháu xin lại ạ. Cô... Cháu sắp lên thiên đường cùng với mẹ rồi, vì một căn bệnh hiểm nghèo. Vậy còn tờ giấy kia, hiến tặng tim là sao? Dạ, đơn giản chỉ là cháu muốn có thể giúp đỡ ai đó có thể duy trì sự sống và sống hạnh phúc cuộc đời của mình. Vậy còn người thân của cô thì sao? Họ cũng đồng ý sao? Dạ, lúc đầu bố cháu kịch liệt phản đối, nhưng sau khi cháu thuyết phục và kể về giấc mơ của mình, ông ấy đã thay đổi. Sao họ có thể vui vẻ khi họ ở đây và cơ thể có những khiếm khuyết nhỉ? Cô biết vì sao họ trở thành thiên thần hay không? Vì có thể họ không hoàn hảo, nhưng họ lại sẵn sàng giúp đỡ người khác, chia sẻ cùng người khác và sống vui vẻ. Cô nhìn xem, thiên thần kia dù không còn cánh tay trái, nhưng đã dùng cánh tay còn lại để dắt thiên thần mù đi dạo. Chính sự không nguyên vẹn ấy đã tạo nên nhân cách của một thiên thần. Và cháu hiểu ra rằng ngay cả thiên thần cũng không hoàn hảo. Vậy thì tại sao cháu không thể hiến tặng trái tim này để giúp một người nào đó đang rất cần tới nó? Nhưng làm sao những người mẹ như ta có thể nhẫn tâm nhìn con của mình không còn nguyên vẹn khi nằm xuống được chứ? Bố cháu nói sẽ rất vui khi biết rằng trái tim của cháu đang đập ở lồng ngực của một người nào đó. Và quan trọng hơn, ông ấy biết rằng cháu hạnh phúc khi được làm điều đó ạ. Tuy cơ thể của cháu không còn nguyên vẹn, nhưng nó lại là món quà tuyệt vời để một người khác bắt đầu cuộc sống mới. Và điều đó làm cho cháu hạnh phúc. Cảm ơn bác sĩ. Vậy là đứa con tội nghiệp của tôi đã được cứu rồi. Chúc mừng chị. Tất cả là do có người đã tình nguyện hiến thận cho thằng bé. Nếu không, chúng tôi cũng hết cách. Người hiến thận cho con quả là một người vĩ đại. Và mẹ tin ở trên thiên đường, khi biết con được cứu sống, họ sẽ rất là hạnh phúc. Con hãy sống cho thật xứng đáng con nha. Mẹ đồng ý. Chỉ cần đó là điều con muốn làm, Philip à. Cảm ơn mẹ. Cảm ơn mẹ nhiều lắm. Bệnh nhân con hiến tặng giác mạc này đã nhìn thấy ánh sáng được rồi. Mẹ thấy được hình bóng của con trong đôi mắt ấy, con trai của mẹ. Bây giờ con đã trở thành một thiên thần rồi. Dù thiếu đi một mắt, nhưng mẹ tin thiên thần không hoàn hảo của mẹ sẽ hạnh phúc trên thiên đường. Mẹ yêu con. Đôi dép của Jones. Ngày xưa đã lâu lắm rồi, lâu đến nỗi không còn ai nhớ rõ ngày tháng. Tại một ngôi làng nhỏ ở phía nam Brazil, có một cậu bé tên là Joe. Bố mẹ Joe đã qua đời từ khi cậu còn nhỏ, nhỏ lắm, và cậu được một bà cô vô cùng keo kiệt nuôi nấng. Đồ vô dụng, làm có tí việc cũng không xong, hỏng hết cả vườn rau. Tại dép của con rách rồi nên con bị vấp ngã à? Dép rách thì đi khâu lại, đồ vô tích sự. Khổ thân thằng bé, có đôi dép rách mà đi cả năm nay rồi chưa được thay. Đúng là một bà cô keo kiệt mà. Ta mua cho con một đôi dép mới đó, đi thử xem nào. Đi dép rộng một chút cho thoải mái. Vâng ạ. Bà cô dù rất giàu có nhưng chẳng bao giờ mua cho cậu một bộ quần áo tử tế.
Ngay cả đôi dép, bà cũng không nỡ mua một đôi dép vừa chân với cậu. Bà thường mua thật rộng để cậu có thể đi nó trong vòng vài năm. Nhưng Châu không thấy phiền lòng bởi cậu tưởng chuyện đó là bình thường. Châu được đi học ở trường làng, trông cậu lúc nào cũng nhếch nhác, nhưng Châu không lấy làm buồn phiền. Cậu bé vẫn luôn hồn nhiên và chan hòa với tất cả mọi người. Châu cảm thấy chuyện đó là bình thường bởi cậu chưa bao giờ được nhận những điều tốt đẹp hơn thế. Sao nó có thể ăn cái bánh dành cho mèo ăn thế nhỉ? Thế mà làm như ngon lắm. Tại sao nó lại được vào học ở ngôi trường dành cho con nhà giàu như chúng ta chứ? Chà, ta phải đặt mai của một nhà may nổi tiếng đó. Quá là đẹp. Mẹ, thế còn váy đẹp của con đâu? Đây, của con đây nè. Con thử xem nào. Wow, đẹp quá à. Con đẹp nhất trong ngày Noel phải không mẹ? Đương nhiên rồi, con gái mẹ là đẹp nhất mà. Thôi nào, thay quần áo và nhanh đi tới nhà thờ thôi các con. Châu, con hãy đi trước đi kẻo muộn. Hôm nay sẽ làm lễ ở nhà thờ làng bên, khá xa đấy. Nhưng vì xe ngựa không đủ chở tất cả chúng ta, nên con sẽ phải đi bộ đấy nha. Vâng ạ. Các bạn cũng tới nhà thờ phải không? Chúng ta cùng đi nha. Trời ơi, ngay cả ngày quan trọng thế này mà cậu cũng không có nở một bộ quần áo tử tế nữa hả? Bọn tớ không đi với cậu đâu, thật xấu hổ quá. Chúng ta sẽ nhận được những món quà của ông già Noel phải không? Tớ thích sô-cô-la. Không biết mình sẽ được ông già Noel tặng cho cái gì nhỉ? Mình đau chân quá. Có lẽ tại chiếc dép không vừa và nó đã mòn quá rồi. Mình ước được ông già Noel tặng cho mình đôi dép mới. Trong căn phòng lung linh, cây thông Noel và những món quà được bày trang hoàng lộng lẫy. Từng gia đình quây quần bên nhau trong tiếng nhạc Noel đầm ấm. Chỉ có cậu bé Châu là ngồi một mình lẻ loi trong góc giáo đường. Lần đầu tiên Châu nhận ra mình là đứa trẻ bất hạnh nhất thế gian này. Sau lễ ban thánh thể, cậu không ra về như những bạn khác mà ngồi sụp xuống cầu thang nhà thờ và lặng lẽ khóc. Châu chưa từng bao giờ biết đến tình yêu, nhưng trong giây phút này, cậu hiểu thế nào là cô độc, không được chở che và bị bỏ rơi. Bạn này trông cũng nghèo khổ giống như mình. Cậu không đi dép sao? Chắc hẳn bạn rất đau chân khi phải đi một đoạn đường xa tới đây. Mình sẽ chia cho cậu một chiếc dép của mình. Cậu hãy đi vào, đường về sẽ đỡ đau chân hơn. Cảm ơn cậu thật tốt. Châu, chiếc dép còn lại đâu? Nếu ngày mai mà không tìm được chiếc dép còn lại á, thì chết với ta. Người biết hình phạt nặng như thế nào rồi đấy. Ngươi là... Ta là thần may mắn. Ta mang dép tới trả cho cậu bé Châu. Ta cũng muốn mang cho cậu bé những món quà. Tất cả là của cậu ấy. Còn ngươi... Trời ơi, lạy thần. Từ trước tới nay con đã đối xử không tốt với Châu. Con sẽ không dám thế nữa đâu ạ. Con hứa là từ nay sẽ cho thằng bé được ăn ngon mặc đẹp, học hành đầy đủ, không kém với bất cứ một đứa trẻ nào. Hãy giữ lời hứa của ngươi. Thế là bà cô không dám làm sai lời. Bà sợ vị thần sẽ quay trở lại và trừng phạt bà. Từ đó, Châu được sống một cuộc sống đầy đủ như bao nhiêu đứa trẻ khác. Trái tim cậu bé vẫn luôn ngập tràn nghị lực và tình yêu thương. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.